Xin chào tất cả tình yêu, các bạn đang quay trở lại với trang Love Geography. Mình là Thạch Thảo và hôm nay mình ở đây để giúp các bạn tìm ra mùi hương kích thích nhất. Khoan, hình như nhầm hay sao nhỉ? Đây là kênh của anh mà. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và đây là kênh của mình. Và hôm nay đây là bạn nữ là khách mời của kênh của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về bạn ý nha. Hello các bạn, mình là Thạch Thảo và mình ở đây với anh Kiên để làm một video cực kỳ thú vị. Và tiết lộ các bạn thêm đó là Thảo cũng có một kênh review nước hoa và đặc biệt là review nước hoa của nữ. Nếu như anh em nào hay chị em nào mà muốn tìm hiểu nước hoa của nữ thì có thể sub kênh của Thảo. Và muốn ngắm Thảo, muốn nghe Thảo nói thì cũng sub kênh của Thảo. Mà đừng bỏ sub kênh của mình nha, tại vì sắp tới mình và Thảo sẽ làm nhiều cái dự án hơn với nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về những chai nước hoa quyến rũ, thơm tho và đặc biệt là rất là ngọt ngào. Và như các bạn biết rồi, khoảng tầm hơn chục ngày nữa là đến Tết. Thời điểm này thì chúng ta thường có những buổi tiệc tùng, những buổi tất niên, những giờ đi chơi ba bắp với nhau. Thì đây là năm mùi hương mà mình đã lựa chọn khá kỹ. Và quan trọng nhất là hôm nay Thảo sẽ cùng mình nêu cảm nhận và chấm điểm những mùi hương đó. Chúng ta hãy cùng nhau xem những cái tên đó, những cái tên nào nha. Đây sẽ là mùi hương đầu tiên. Mùi hương này theo Thảo thấy thì khá là đĩ. Nó sẽ thích hợp dành cho những anh chàng trên 21 tuổi kiểu đấy. Đi chơi, đi club mà thì phải lớn thì mới đi chơi được chứ. Mà anh chàng khá là sexy, quyến rũ đúng không? Yeah, kiểu sexy, quyến rũ ấy. Xong rồi cơ bắp cuộn cuộn sáu múi. Đấy, kiểu đây này. Đó, cái chai nó, riêng cái chai nó đã nói lên về cái mùi hương như nào rồi. Thì cá nhân em là em thấy cái mùi hương này thì nó sẽ dành cho những cái bạn nó kiểu ăn mặc như nào? Em nghĩ trẻ là trung hay là rồi, nó trẻ trung, năng động, phóng khoáng, mặc áo sơ mi mà phải phanh cúc ra, tóc tai phải chải chuốt, vuốt keo các thứ các thứ. Wow. Một mùi hương khá là tuyệt vời, dành rất là phù hợp dành cho những bạn trẻ. Và nếu như trên thang điểm 10 thì em sẽ đánh mùi hương này nó khoảng tầm mấy điểm? Nếu mà đi club mà em ngửi mùi này thì em nghĩ là mình sẽ được 8,5. 8,5. Và đặc biệt là mùi hương này thì nó tỏa hương khá tốt. Nên là nó sẽ rất phù hợp vào sử dụng trong những cái chỗ không gian nó hẹp. Đúng rồi. Đó. Mà nó có một cái vị đầu nó kiểu nó mát mát ý, kiểu bạc hà một chút ý. Đó. Nó rất là dễ chịu cho người ngửi đúng không? Đúng rồi. Mùi hương số 5, 8,5 trên 10. Đây là vị trí số 4. Wow, mùi thơm quá. Nó có chút gì đó giống nhau à? Yeah, em thấy hai cái này có một chút gì đó giống nhau. Đều rất là mát, đều là hai hương mát. Nhưng mà hương của chai này nó cảm giác nó sâu hơn và nó ngọt ngào hơn, thanh hơn một chút. Chai kia thì nó cũng có phần ngọt ngào, với anh thì phiên bản này có phần ngọt ngào nhưng mà nó có một chút gì đó kiểu hơi mạnh mẽ của nam giới, còn phiên bản này thì nó có vẻ quyến rũ hơn. Đúng rồi, nó sâu hơn, nó quyến rũ hơn. Thì nếu như với cái phiên bản này thì chai hoa này em sẽ cho là độ tuổi nào phù hợp? Theo em thì chai này cũng rất là phù hợp với những anh chàng trên 20 tuổi, cũng là những anh chàng lịch lãm, bảnh bao và có phần sang chảnh hơn, sang trọng hơn một chút. Đó. Như kiểu chai kia thì nó sẽ là kiểu trẻ trung, phóng khoáng. Thì chai này nó sẽ là lịch lãm, bảnh bao và thanh lịch hơn. Đó. Chai nước hoa này thì anh cũng đã có một cái video review về em nó rồi. Và để tìm hiểu rõ hơn thì anh em có thể xem video đó ở cái phần phía dưới. Và quan trọng nhất là chai nước hoa này em sẽ chấm điểm cho nó mấy điểm? Em sẽ cho chai nước hoa này điểm 9. Điểm 9, cao hơn phiên bản kia? Cao hơn phiên bản kia. Ok. Chai này em thấy hương đầu rất là ngọt. Cái nốt hương đầu tiên em ngửi được nó khá là ngọt. Và nó kiểu quyến rũ theo cái kiểu như là người đàn ông ấm áp ấy. Kiểu trưởng thành và ấm áp và chỉn chu. Đó. Như kiểu là em nghĩ là các anh tầm khoảng 23 đến trên 23 trưởng thành hơn một chút. Trưởng thành hơn mùi hương này có vẻ trưởng thành hơn một chút so với hai cái chai nước hoa kia.
Tại vì hai chai nước hoa kia nó mở đầu nó khá là mát mẻ, còn với chai nước hoa này thì nó mở đầu nó có phần ngọt ngào hơn, nó có phần sâu và cảm giác nó hơi tối một chút. Nó phù hợp, thực sự là phù hợp vào những buổi tối. Đó. Thì cái chai này 1 million thì em sẽ chấm điểm vào nó khoảng tầm mấy điểm? Em cũng sẽ cho nó là điểm 9, nhưng mà em thích những người đàn ông ấm áp và trưởng thành và những người đó. Đấy nhá, anh em nghe nhá, Thảo thích những người đàn ông ấm áp và trưởng thành nhá. Còn mấy anh em xịt chai kia là không được chấm điểm tốt đâu. Mặc dù là cùng bằng chấm 9 điểm như nhau ấy. Đó, nhá. Mấy chai kia là kiểu playboy, bad boy, chai này thì là good vibe. Đó. Mùi hương khá là tuyệt vời. Nhá. Mùi hương là sự kỷ niệm. Kỷ niệm à? Thấy mùi hương này sao? Em thấy mùi này nó khá là kiểu cổ điển ấy, kiểu cũ cũ rồi ấy. Nó có phần kiểu quen thuộc đúng không? Quen thuộc đúng rồi, quen thuộc. Kiểu hồi bé em đi bar thì hồi đầu tiên. Hồi bé đi bar nhá. Hồi bé đi bar thì đây sẽ là mùi đầu tiên. Chứng tỏ là Thảo không còn trẻ nữa rồi. Hồi bé đi bar nhá. Mùi hương này thì nó làm cho em liên tưởng những cái kiểu những anh chàng như thế nào? Đây cũng là một mùi hương kiểu khá là playboy, kiểu bad boy. Nhưng mà cũng có phần một chút gì đấy nó cũng ngọt ngào, đáng yêu, ấm áp. Nhưng mà nó em thấy nó không được bằng cái mùi lúc nãy. Nghe nhận xét này là có vẻ không thích cho lắm. Thôi chúng ta cùng nhau đi luôn đến phần chấm điểm nha. Mùi hương này em sẽ chấm nó khoảng tầm mấy điểm? Mùi hương này đến bây giờ thì em nghĩ là nó khá là nó vẫn có thể xịt được, nhưng mà nó khá là cổ điển rồi và kiểu có cảm giác như là sẽ bị trùng lặp nhiều á. Đó. Thì em nghĩ là sẽ cho mùi hương này điểm 7. Đây là một mùi hương mà cách đây khoảng tầm 5 năm mình đi bar hay là đi pub mình ngửi thấy rất nhiều. Và nó cũng được rất nhiều anh em tín nhiệm sử dụng làm mùi hương ở trong những cái không gian hẹp và rất là quyến rũ. Tất tiếc là cô gái này quá trẻ nên là không phù hợp với mùi hương này. Và đây là chai nước hoa cuối cùng. Wow. Chai này trên video của anh có rất nhiều người xem và thích chai nước hoa này nên là em review cẩn thận nha. Ok. Wow. Cực kỳ sâu, cực kỳ ấm áp mà nó thể hiện được đúng cái phong cách kiểu lịch lãm, sang trọng, quyến rũ, bảnh bao, tất cả những tính từ gì mà để thể hiện về ông trưởng thành, quyến rũ, thanh lịch là đều phải dùng để miêu tả chai nước hoa. Mà nó vẫn có phần trẻ trung. Nó vẫn có phần trẻ trung ý. Nó vừa trẻ trung. Đây là một chai nước hoa mà anh đã từng review trong video của anh là chai nước hoa thuốc lá mà bạn nào cũng nên sở hữu. Mùi hương rất là tuyệt vời. Kiểu cái mà em thích nhất ở trong mùi hương này là nó phảng phất cái mùi khói. Đó. Đó, khi cái lớp hương đầu bay đi thì lớp hương thứ hai nó phảng phất một chút mùi khói với cả gia vị các thứ rất là cay và ấm. Uầy. Và rồi, bây giờ chấm điểm xem em nói được mấy điểm. Không chết rồi, thơm quá. Khá là lăn tăn đúng không? Khá lăn tăn. Mùi hương này thì em nghĩ sẽ thích hợp với những anh chàng tầm 25 tuổi trở lên. 25, 24, nó 25 tuổi trở lên. Nó trững chạc một chút. Hoặc là những anh chàng nào mà có cái tính cách kiểu trưởng thành sẽ rất hợp với mùi hương này. Kiểu biết làm biết chơi đấy. Đó, biết làm biết chơi ấy, work hard, play harder ấy. Và cái mùi này thì em nghĩ là thậm chí là đi làm văn phòng điều hòa cũng khá là hợp. Mùi hương này thì nó tỏa hương khá là tốt, nhưng mà có một cái điểm yếu mà anh đã từng review trong video, nó là độ bám tỏa nó không được lâu cho lắm. Với một mùi hương nước lá thì trên da anh nó bám khoảng tầm 5-6 tiếng, nó không quá là nhiều. 5-6 tiếng là ổn rồi. Nếu mà đi bar, đi pub thì đi tiệc tùng thì cũng là khá là ok, đủ để anh em kết thúc một cuộc chơi ở trên một chiếc giường. Nào bây giờ cô chấm điểm đi. Ôi, xem nó mấy điểm nào. Thơm quá ý. Ôi em sẽ cho con này em sẽ cho em này 10 điểm. 10 điểm? 10 điểm luôn. Trời, điểm tuyệt đối luôn. Điểm đối luôn. Đây là ba mùi hương chấm điểm rất cao. Em hãy ngửi lại xem em thích mùi hương nào nhất và chấm điểm lại theo cảm nhận. Top 3 đúng không? Đây là top 3 chai nước hoa. Em sẽ cho 1 million là xếp vị trí 3 này. Xong rồi là đến Versace Eros này. Yeah.
Và cuối cùng là The One, Dolce & Gabbana, The One, Only The One, trời ơi. Và đây là người thắng cuộc trong ngày hôm nay. Và đây là cảm nhận cá nhân của mình và Thảo về năm mùi hương đi bar, đi sàn, đi tiệc tùng vào những ngày cuối năm này. Nếu như các bạn có những cái tên khác thì các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn luôn thơm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See ya. Xin chào, hẹn gặp lại.